Xin chào các bạn, tôi tên là Hoàng, hiện đang là giảng viên của Học viện Diento. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn tiếp tục cái bài học mà khóa học miễn phí hướng dẫn sử dụng tính toán kết cấu bằng phần mềm ETAP version 2019. Đó. Thì trong bài học hôm trước thì tôi đã chia sẻ cho các bạn cái bài học là làm quen với giao diện của ETAP version 2019 rồi. Thì phải tiếp tục cái bài học hôm trước thì hôm nay tôi lại tiếp tục và đi hướng dẫn là đi bằng công cụ. Trong bài học hôm trước thì bạn đã tìm hiểu được các cái công cụ đây, trong cái công cụ là đến Void. Hôm nay chúng ta đi vào phần draw đó, draw để xem cái công cụ trong này nó có những cái gì. Ok, thì đây tiếp tục là công cụ đây, bạn click vào mục draw thì trong này có toàn bộ những cái công cụ như thế này đó. Đầu tiên đó là Select Object, cái này là cái con trỏ chuột, chúng ta click và chọn đối tượng thôi. Đó. Chúng ta click vào đây thì nó hiện vẫn như con chuột chuột thôi. Như ngoài đây là cái thành công cụ, các bạn đã nhìn thấy cái công cụ vẽ nhanh mà nó ở ngoài màn hình đây. Đó, đã có một cái giải công cụ đây. Và tiếp đến là cái Refresh Object, cái này là chúng ta là để định hình lại cái đối tượng mà chúng ta ra chọn. Đó. Cái mục draw zone object để làm vẽ các đối tượng chung đó. Kiểu là chúng ta sẽ vẽ các đối tượng đó chung một điểm đấy. Đó. Mục draw beam column brace object, cái này là chúng ta vẽ đối tượng dầm và cột. Thì đây ngoài này công cụ trong ngoài laptop cũng có cái công cụ giải đây đó. Tiếp đến là draw link, này chúng ta link cái đường vẽ đó. Còn draw token, cái này là vẽ các đường biên đó. Còn tiếp đến là có draw sharp ribbon, này vẽ cái thanh cốt thép đó. Còn draw strip, này vẽ cái dải đường đó. Còn draw grid là vẽ lưới đó. Còn draw dimension là vẽ và đo cái đường thẳng đó. Còn draw reference bốn vẽ các điểm cái mặt phẳng và điểm đó. Còn draw defense plane đó, đây tức là vẽ cái mặt phẳng tham chiếu. Ok, còn tiếp đến là vẽ draw section cut, vẽ mặt cắt. Ok, còn draw redraw relevant dimension, này chúng ta là vẽ cao độ nhé, chúng ta thường vẽ cái cao độ cho cái mặt đứng chẳng hạn đó. Tiếp đến là draw world stack plane over 3D, cái này chúng ta vẽ các đường mà chia các ô tường nó thành các đoạn mà ô bằng nhau đó. Auto draw cutting, cái này là vẽ tự động rồi đó. Tiếp đến là chúng ta draw ring xuyên vô ra vẽ đường cong nhé đó. Còn cái draw qua span go cái thế giới này chúng ta cũng kiểu lại vẽ đường cong mà vẽ nhiều đường cong đấy. Snap object, grab option, đây chúng ta tùy chọn để vẽ. Ở dưới này cũng vậy thôi, chúng ta vẽ đâu draw option snap only quick plane, cái này là chúng ta định hình cái khung vẽ mặt phẳng đó, chúng ta vẽ đó. Ok, đấy là toàn bộ những cái công cụ mà trong cái phần draw này đó. Cơ bản là chúng ta cũng đã nắm được hết rồi. Ngoài này tôi đã giới thiệu qua trên này cái thành công cụ trên này rồi đó, nó không khác gì đâu. Để nắm sâu hơn thì các bạn đi vào làm cái công trình và thực tế thì các bạn sẽ nắm được rõ hơn cái phần này đó. Ok, để tiếp tục chúng ta sang cái phần mục select. Đấy, mục select này là cái mục của chúng ta làm công cụ để làm xem lựa chọn đấy. Đây là select là chúng ta lựa chọn. Đấy. Tiếp đến là deselect là chúng ta phải bỏ chọn. Đấy. Mục inversion này chọn kiểu chọn là đảo ngược đó, chúng ta có thể bỏ chọn hoặc là chọn nghịch đảo với nhau đấy, kiểu dạng đấy. Tiếp đến là cái phần mục ẩn này là get progress section, cái này nhân bản cái lựa chọn trước đấy. Create section, cái này xóa cái lựa chọn mà mình đã chọn đó. Đấy.
thì trong này nó còn có rất nhiều cái mục này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn sau nhé. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục sang cái mục Addition. Addition này là cái mục là chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái lực điểm trong này. Đây. Đó, trong này có cái mục Zone. Zone đây là chúng ta tìm zone cái điểm mà chung. Frame đây là cái khung. Đó. Cell. Cell đây là chúng ta thấy cái mặt phẳng. Đấy. Đấy, mặt phẳng cái sàn gì đó, khoét lỗ gì đó. Linh là chúng ta vẽ cái đường. Đấy. Đường liên kết chứ. Đấy, cần là vẽ cái đường gợn gợn sóng. Đó. Zone loát này chúng ta tải và loát tải. Đấy. Còn frame loát chúng ta đã tải trọng khung cho toàn bộ khung. Còn cell loát là tải trọng phân bố đều. Thickness loát là tải trọng trên cái đường cong này. Đó. Đường lượn sóng đường cong. Còn Gaussian Properties này chúng ta là đo để đo cái kỹ độ lực gì đấy. Vâng. Tiếp đến là cái mục ẩn này, Asian Free Fog Abyssal Grid này chỉnh gọi là chúng ta sẽ chỉnh cái lực để mà chúng ta đã nhận được lại lực lực chúng ta chỉnh trong cái mục còn không tính toán kết cấu đó. Ok. Tiếp đến là Asian Plane Fog Asian Grid. Cái này cũng tương tự ở trên thôi, nó không khác gì nhiều. Cái này là theo phương đứng và phương ngang trong cái hình này đó. Tiếp đến là cái bộ Asian Object to Group này gắn các đối tượng là nhóm lại với nhau đó. Grid Deep of Asian này hiển thị lực đó. Một dưới này chúng ta copy đó, copy những cái mình chúng ta gắn là paste đó. Ok đó. Thì đây toàn bộ những cái này trong cái mục Asian này. Thì đây trong cái mục này chúng ta cũng có thêm các cái lựa chọn bên này. Ví dụ zone này, width zone này, điểm hạn chế này. Cái này chúng ta gồm là swapping là cái điểm đầu mút của nó như cái lò xo đến đầu gối hai điểm gối tựa này. Này. Còn wrap half. Cái này là mang gọi như kiểu là cái móng bản móng tấm màn chắn vậy đó. Plane zone. Plane zone là tấm. Đó. As Additional Smart chúng ta bổ sung cái điểm hoặc khối. Đó. Zone from action option tùy chọn chia điểm sàn nhé. Đó. Đó là cái mục trên này. Đó. Đấy, chúng ta tiếp tục đến cái mục ở dưới này, frame. Thì cái frame này là chúng ta sang đây là có cái mục và section property. Này chúng ta vẽ dầm chữ Y. Đó. Tiếp đến là property modify frame là chỉnh sửa dầm. Đấy. Reset fast fixity tức là chúng ta vẽ liên kết đến một phần. Đấy. Một phần đầu gồm gối chẳng hạn gối tựa này, tức là liên kết một đầu. Đó. Tiếp đến endless option offset tức là chiều dài. Tức là chúng ta vẽ cái chiều dài và chúng ta giảm dần cái số lượng chiều dài đó. Tiếp đến là Insertion Phone. Cái này chúng ta chèn thêm điểm thôi. Loát Asset cái này là trục. Chúng ta vẽ trục cục bộ đấy. Đó. Output Section này đầu ra của lực đấy. Ta sẽ phân tích cái lực đầu ra cái suất kết quả như thế nào đó. Đấy, đầu ra này. Tiếp đến là section compression limit, cái này là giới hạn căng và nén đấy. Cái này hay là cái gọi là cái chiều cao lề thôi. Lean sweeping này lực gán cái trên các điểm như là mút lò xo đó. Action mass này gọi là khối này, chúng ta chèn thêm khối, bổ sung thêm khối. Cái label cái này là nhãn. Cái này là span with label là nhãn của một cái khối mình đã tạo đó. Frame auto mesh option
Cái này là tùy chọn khung lưới tự động nhé. Tiếp đến là frame floor meshing option, này chúng ta tùy chọn khung lưới của sàn đó. Tiếp đến là moment from beam compression pipe, cái này kết nối dầm và sàn đó. Tiếp đến là column volley oliver, tức là đây cái này là chúng ta có, nó là cái cột trọng lực đó, chúng ta vẽ cột trọng lực là đây đấy. No slack pitch property parameter, cái này cái thông số thuộc tính của lực chúng ta đã vẽ thôi. Ok, material over red, này là chúng ta thuộc tính về những vật liệu đó. Còn column west rebar width to grid arasic, này là chúng ta sẽ vẽ cái tỷ lệ giữa cột và sàn, cột thép, cột thép đấy, trong floor packing này, sàn. Ok, đấy là toàn bộ những cái mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái mục này đó. Đó, mục nào thì đây là cái công cụ mà chúng ta cái phân tích lực chúng ta sẽ dùng đến cái này rất là nhiều đó, array điểm và các kiểu đó. Tiếp đến chúng ta xuống cái mục cell này, thì chúng ta sang đây có một cái cell slab slab section là sàn bê tông cốt thép đó, là chúng ta lại cần lưu ý những cái mục này. Về tiếp đến là cái deck section, là chúng ta sẽ sàn là gọi là sàn thép đây, đây sàn thép này, wall section đây chúng ta vẽ tường đấy, opening đây chúng ta vẽ cái ô ô ô mở ở tường đó, dạng như kiểu là cửa sổ đó. Đấy. Tiếp đến là finish modify chúng ta chỉnh cái độ cứng của các cấu kiện này. Thì chúng ta vào đây thin overlay, cái này chúng ta chỉnh cái, tiếp cái độ cứng cũng tương tự trên thôi, chỉnh cái độ cứng của cấu kiện thôi. Invalid pole point, cái này chúng ta chèn thêm điểm. Wrap hub, cái này chúng ta chèn thêm cái cấu kiện như là vào móng chẳng hạn đấy. Edge modified là phân bố lực. Đấy. Tiếp đến là chúng ta rewrite watch option cho tách cấu kiện ra. Last assign trục trung tâm, chúng ta vẽ trục trung tâm. Array spring, chúng ta vẽ cái diện tích của cái mặt đầu mút lò xo đấy, các điểm, bốn các điểm, bốn điểm đấy như hình vuông, chúng ta thấy cái bốn điểm. Array stisional mass, cái này khối thôi, cho chúng ta lực tác động dụng đến cái khối, chúng ta sẽ dùng cái công cụ này. Đấy. Label loại cái này là nhãn thôi, cũng tương tự như kia, đây là nhãn của khối. Wall hai này phần lề của cái bản tường. Reform segment for wall hai, cái này chúng ta sẽ gọi là cái điểm gia cố của cái bản tường của chúng ta đấy. Tiếp đến for auto mesh option, đó chọn lưới tự động trên sàn. Đấy. Còn mua auto mesh option, đây lưới tự động trên tường đó. Tiếp tục đến auto add constraint, này chúng ta tự động chạy lực đó. Material chèn ghi chú vật liệu đây, đây. Wall rebar vector of grid axially tỷ lệ cốt thép đó. Ok, đấy là toàn bộ những cái mà những công cụ mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái mục này đấy. Còn để đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ vào công trình thực tế chúng ta làm thì nó sẽ rõ ràng hơn, chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của nó như thế nào. Còn tiếp đến chúng ta sẽ cái mục link này thì cũng vậy thôi, link motorsport, cái này là link cái đường, link lực hay link các cái thuộc tính mà chúng ta đã vào loát các cái tải trọng các cái lực vào đây. Tích cực này cũng vậy thôi. Đấy. Còn đến cái mục frame loát này chúng ta sẽ thêm điểm và thêm loát thêm điểm. Đấy. À đâu, cái mục loát cho em là chúng ta lắp thêm lực vào cái mục điểm đấy, loát distribution đấy, temperature nhiệt độ frame loát tải trọng tại một điểm đấy, dit width tải trọng được phân bố đều đấy, theo chiều nghiêng, temperature là nhiệt độ,
open structure qua này, chúng ta lực tác dụng lên cái cấu kiện như là tường tường cho đấy, thông số cấu kiện như này đấy, tải trọng ngang gì đó, ok đó. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu như cái này đó, ok. Đó là toàn bộ những cái mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái mục này, tương tự như với loát stress này, loát stress này đấy, ta tìm loát lực Imperfor lực trên mặt phẳng đấy, nó phần trên mặt phẳng nghiêng đó, temperature nhiệt độ đấy. Này cũng vậy, tương tự một cái ẩn mờ thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta tính toán với dưới trường hợp thì ta sẽ chọn cái, mỗi trường hợp riêng rồi, ok. Thế thì đó là toàn bộ trong cái bảng này chúng ta đã được xem qua. Thì trong cái buổi học hôm nay thì tôi xin phép dừng ở đây. Thì hôm sau thì bài học hôm sau thì tôi tiếp tục giới thiệu các mục là Actually Need Play Design Option đó, ba cái mục này xem trong đấy công cụ nó có những cái gì đó. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi học tiếp theo, ok.